Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Người gieo nhiều nghiệp chướng đều có 3 dấu hiệu này. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn chúng ta vẫn thường nghe tới cụm từ nghiệp hay là nghiệp chướng trong cuộc sống. Thế nhưng chắc hẳn cũng còn rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về từ nghiệp chướng này. Có thể nói, nghiệp hay là nghiệp chướng là một từ ngữ thường xuyên xuất hiện trong đạo Phật, đặc biệt là trong các bài giảng kinh của Phật giáo. Cụ thể thì nghiệp chướng là từ được ghép bởi hai từ nghiệp và chướng. Nghiệp hay nghiệp chướng đều mang một ý nghĩa rất xấu, cần phải tránh bỏ. Vì vậy, những người mang nghiệp hay là nghiệp chướng sẽ gặp phải rất nhiều những tai họa. Vậy thì những người như vậy sẽ có những dấu hiệu như thế nào? Để tìm hiểu thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi hãy cùng nhau đi tìm hiểu 3 dấu hiệu của người đang mang nghiệp hay là nghiệp chướng sẽ như thế nào nhé. Nghiệp chướng là gì? Chúng sinh trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch cả. Theo như lời Phật dạy, khi phàm con xuống lên 3 cõi, lăn lộn trong 6 đường thì không một loài nào hoàn toàn được trong sạch cả, không một dấu nào dứt hết được tội lỗi. Thật như vậy, cõi đời này được gọi là cõi trần thì làm sao chúng ta có thể hoàn toàn trong sạch được? Người xưa có câu nói, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Vậy thì ở trong bụi tất phải lấm tấm bụi, bụi đời đã lâu đời lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, thấm sâu vào từng cơ quan nội tạng của chúng ta. Nó đã che mở mắt chúng ta, khiến chúng ta không nhìn thấy được chính đạo. Nó làm cho chúng ta đục lòng, không thấy được chân tâm. Nếu sống mãi trong cảnh bụi nhơ, muốn đắm chìm trong tội lỗi thì không nói làm gì. Thế nhưng nếu chúng ta muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn chút bỏ tội lỗi trong lòng để được nhẹ nhàng, thư thái, tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết nghiệp chướng của bản thân mình. Nghiệp chướng vốn là một khái niệm xuất phát trong đạo Phật, được xuất hiện trong các bài kinh của Phật giáo. Theo giáo lý nhà Phật, nghiệp chướng được ghép bởi hai từ là nghiệp và chướng. Nghiệp có nghĩa là khởi đầu, sự tạo nghiệp còn tùy thuộc vào từng hành động, từng trường hợp để có thể phân định. Bởi vì cuộc sống luôn có luật nhân quả, khi tạo nghiệp thiện, cuộc sống sau này tự sinh ra những điều may mắn tốt lành. Thế nhưng một khi đã là nghiệp xấu, để không gây ra những hệ lụy về sau thì cần phải giải nghiệp. Những yếu tố chính tạo ra nghiệp không nằm ngoài 3 thứ, đó là thân, khẩu và ý. Tâm chúng ta khởi những tư tưởng, những động niệm gọi là ý nghiệp. Miệng chúng ta phát ra ngôn ngữ là khẩu nghiệp. Thân chúng ta tạo tác ra các hành động gọi là thân nghiệp. Do đó, nghiệp được tạo ra chính từ những suy nghĩ, những tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta. Đó là tạo nghiệp. Sau khi tạo nghiệp gây ra kết quả, hậu quả, thì đó cũng được gọi là nghiệp. Nghiệp đã phát sinh sẽ có kết quả sinh ra chướng ngại về sau. Còn chướng ở đây có nghĩa là chướng ngại. Chướng ngại là những vật cản, những ngoại cảnh tác động. Từ chướng dù đứng sau, thế nhưng theo nghĩa thì chướng phải có trước, phải có những sự tác động từ bên ngoài thì con người chúng ta mới tạo nghiệp. Nói tóm lại, nghiệp chướng chính là ý niệm, bao gồm ý niệm thiện, đó chính là nghiệp thiện, ý niệm ác chính là nghiệp ác. Ý niệm vì chúng sinh là thiện niệm, niệm này là nghiệp thiện. Ý niệm chỉ vì bản thân mình là niệm ác, niệm này gọi là nghiệp ác. Muốn giải trừ được nghiệp chướng thì con người chúng ta phải luôn có trí tuệ sáng suốt, tinh thần kiên định. Như vậy mới có thể đưa ra những quyết định một cách sáng suốt và quyết đoán. Chúng ta cần phải cẩn trọng trong từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động hàng ngày để tránh gây ra nghiệp xấu, tạo ra hậu quả ở sau này. Vì thế nhìn chung, nghiệp được tạo ra từ chính những suy nghĩ, tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta. Những điểm báo nghiệp chướng tiêu trừ theo như lời Phật dạy. Theo như giáo lý nhà Phật thì việc tiêu trừ, giải trừ nghiệp sẽ làm cho tâm tính con người được trong sạch, trừ cho hết bụi bặm, tẩy cho hết tội lỗi ở trong đời hiện tại và đồng thời cũng tiêu trừ những tội ác ở trong quá khứ. Khi chúng ta đã giải được nghiệp chướng, lòng chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản, dứt được tội,
phước cũng được sinh ra, tâm hồn được an yên vui sống. Đó là lý do mà ai cũng muốn cố gắng thành tâm sám hối, tu tập để có thể sớm tiêu trừ được nghiệp chướng. Bởi vì nguyên nhân khiến chúng ta đau khổ đó chính là do nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Cũng theo như đạo Phật, chúng ta chịu khó chịu khổ đau thực chất cũng là đang tiêu trừ nghiệp chướng. Chỉ có càng trải qua nhiều khó khăn đau khổ thì mới có thể hưởng được nhiều phước hơn. Ba dấu hiệu của người từng gieo nghiệp chướng. Dấu hiệu thứ nhất, hay mắc nhiều bệnh. Với mỗi người chúng ta, sức khỏe là nền tảng của tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nếu một người không có cơ thể cương tráng và khỏe mạnh, chúng ta sẽ bất lực khi đối mặt với một vấn đề cụ thể nào đó. Chúng ta sẽ cảm thấy mình không đủ năng lượng, chúng ta sẽ cảm thấy mình là người sống vô ích. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh thì không gì khác hơn là việc làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên, tâm trạng được thoải mái, dinh dưỡng cân bằng, tập luyện thể dục thể thao và không có những thói quen xấu. Thế nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể làm được những điều kể trên? Mỗi người trong số chúng ta đều mắc những bệnh về thể chất hoặc là tinh thần khác nhau ở những mức độ khác nhau. Ngoài ra cũng có một số người khốn khổ hơn, họ gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo, họ phải chống chọi với rất nhiều bệnh tật trong rất nhiều năm, hoặc là họ không có bệnh gì nặng mà lại mắc bệnh nhẹ, thế nhưng lại liên miên, hoặc cơ thể luôn luôn có vấn đề, luôn luôn gặp tình trạng khó chịu. Tóm lại, vấn đề sức khỏe luôn luôn khiến con người ta phải lo lắng. Thực ra lúc này chúng ta thường phải bắt đầu suy nghĩ xem đó có phải là do nghiệp hay là nghiệp chướng của chúng ta hay không. Trong kiếp luân hồi, chúng ta đã vô tình hay là cố ý làm tổn thương quá nhiều chúng sinh, đã hình thành nên mối thù hận với họ. Chúng ta sẽ phải trả nghiệp bằng việc chúng ta phải mắc các bệnh liên miên, không có sức khỏe để làm việc, hao tài tốn của vì bệnh tật. Trên thực tế thì tất cả những điều này không thể tách khỏi phạm vi của luật nhân quả và thường là biểu hiện của cái ác do chính bản thân chúng ta đã từng gây ra. Những trường hợp mắc bệnh do nghiệp quả thực sự rất phổ biến trong cuộc sống. Chúng ta lấy một ví dụ đơn giản. Có một số người, ngày thường họ rất nóng giận, họ thường hay xảy ra tranh chấp với người khác, họ thường hay nói những lời cay nghiệt làm tổn thương người khác. Do đó họ tích lũy rất nhiều khẩu nghiệp. Theo năm tháng, những người như vậy cuối cùng sẽ mắc các bệnh liên quan tới tâm lý, gây ra những phản ứng bất thường trong cơ thể. Trường hợp nhẹ sẽ phát triển những trạng thái tinh thần tiêu cực như lo âu, lo lắng. Trong một số trường hợp nặng hơn, tinh thần của họ không thể giãn ra được, nội hòa tấn công vào tim, gây ra rất nhiều vấn đề có hại cho các chức năng của cơ thể. Và trong Phật giáo có câu nghiệp báo ở đời sẽ tự mình hoàn trả. Nếu phước lành bị chính mình xóa bỏ từng chút một thì tự nhiên họ sẽ gặp phải những xui xẻo liên miên. Nếu như tâm thanh tịnh thì thân thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Thân thể nhẹ nhàng thì tự nhiên sẽ ít bệnh tật, nhiều phúc lành và sống được trường thọ. Dấu hiệu thứ hai, cả đời sống trong nghèo khó. Không phân biệt kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần là người đã tạo nghiệp thì sẽ nhận phải nghiệp báo tương ứng. Nếu chúng ta tạo quá nhiều nghiệp báo thì quả báo sẽ tăng lên tương ứng. Một số người, một số gia đình luôn phải sống trong cảnh nghèo khó đến mức dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể thay đổi được tình trạng khó khăn ở hiện tại. Hoặc khi là công việc, sự nghiệp của bạn mới bắt đầu khởi sắc, bạn sẽ sớm gặp phải một số những thay đổi khiến bạn phải trắng tay chỉ sau một đêm, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn trước rất nhiều. Cuộc sống của bạn sẽ rơi vào vũng lầy càng ngày càng lún sâu hơn. Khi bạn càng cố gắng thoát ra thì càng trở nên khó khăn, tối tăm hơn. Từ đó trở đi, bạn rơi vào vòng luẩn quẩn, đau khổ vì cái nghèo đến mức không biết khi nào mới có thể thoát ra được. Trong tình huống này thì bạn cũng nên suy ngẫm kỹ về phước lành và đức hạnh của chính mình. Bạn sẽ thấy rằng một số người có thể kiếm rất nhiều tiền bất kể là họ làm công việc gì và họ ngày càng kiếm được nhiều tiền một cách rất dễ dàng. Có thực sự là do khả năng vượt trội và nguồn lực dồi dào của họ hay không? Và câu trả lời là không.
Họ không nhất thiết phải là người cực kỳ giỏi giang, thế nhưng chắc chắn họ là người có nhiều phước, có bản lĩnh, chắc chắn sẽ được giàu có. Vì vậy, những người trong kiếp trước tích lũy được phước quá ít thì kiếp này sẽ quá nghèo khổ. Những người như vậy phải nỗ lực sám hối, từ nay trở về sau dừng ngay việc ác, hành nhiều việc thiện, tích cực tụ phước để có cơ hội làm giàu trong tương lai. Nói một cách đơn giản, những đau khổ mà chúng ta gánh chịu trong cuộc sống sau khi tạo nghiệp thực ra là một cơ hội được Thượng Đế ban cho để chuộc lỗi thông qua việc tu tập. Dù cuộc sống có khó khăn nhưng chúng ta vẫn phải luôn giữ thái độ tích cực, lạc quan để đối mặt với nó, sẵn sàng đương đầu với nó, thanh tâm sám hối. Đó là cách để chúng ta lấy lại được phước. Vì vậy, dù là do nghiệp chướng trong quá khứ hay là do vận rủi ở hiện tại gây ra, chỉ cần bạn kịp thời sửa chữa, sám hối trong lòng, làm nhiều việc thiện hơn thì phúc lành vẫn sẽ đến với bạn. Những tội lỗi phạm trong quá khứ có thể khiến cuộc sống hiện tại của bạn gặp khó khăn hơn, thế nhưng sự tồn tại của nó không quyết định được cuộc sống tương lai của bạn. Bằng cách bù đắp nghiệp chướng, tích lũy phúc lành cho tương lai, vẫn còn đủ chỗ để bạn có thể xoay chuyển tình thế. Dấu hiệu thứ 3, người hay gặp phải những người xấu. Người xưa có câu nói rất hay như sau: mọi người trên đời đều có từ trường, bạn là người như thế nào sẽ thu hút người như thế đó. Câu nói này quả thật là có lý. Con người chúng ta có từ trường riêng, thích thì thu hút, trái ngược thì tách biệt. Khi một người thường xuyên làm việc tốt, tích lũy phước đức, người đó sẽ được vây quanh bởi những người tốt. Thế nhưng một người thường xuyên làm điều ác, nói năng ngạo mạn, kiêu ngạo thì dù ai muốn giúp đỡ họ cũng rất ái ngại, và họ chỉ thu hút những người giống như mình mà thôi. Theo thời gian, dưới những tác động của từ trường năng lượng tiêu cực này, vận may của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Số lượng kẻ ác, kẻ xui xung quanh bạn cũng sẽ tăng lên, và những việc bạn làm thường xuyên phản tác dụng. Có những người luôn vướng phải đủ loại người không tốt, như gặp phải âm mưu của kẻ xấu, bị bạn bè, bị người thân phản bội. Khi bạn giàu sang, hạnh phúc thì họ kéo đến. Thế nhưng khi bạn nản lòng, vất vả, nghèo khó thì tuyệt nhiên không thấy bất cứ ai đồng hành bên bạn. Bạn bị họ kéo xuống và tạo rất nhiều nghiệp xấu. Một mình chịu đựng đau khổ, cô lập, bất lực, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy, khi thường xuyên gặp phải kẻ xấu, đi ngược lại số phận, bạn cũng cần phải nhìn nhận lại bản thân mình. Dù sao nhân quả từ kiếp trước cũng không bao giờ trừng phạt sai người cả. Trong quá khứ, bạn đã tích lũy quá ít phước lành. Từ nay trở về sau, chỉ bằng cách trau dồi tư cách đạo đức, tích lũy vận may thì bạn mới có thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, đảo ngược mọi khó chịu ở kiếp sống hiện tại. Trong kiếp sống luân hồi, nghiệp chướng của bất cứ ai cũng đều phải hoàn trả trong hôm nay hoặc là mai sau. Vì vậy, muốn sống một cuộc sống thư thái, bớt đau khổ, thoải mái hơn thì chỉ có thể tĩnh tâm và tu tập. Các bạn đã được lắng nghe video người gieo nhiều nghiệp chướng đều có 3 dấu hiệu này. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.